Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai trong thời gian tới. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người có một cái sự cân bằng trong cuộc sống. Cuộc sống của bạn có rất là nhiều cái sự lựa chọn ha. Hoặc là bạn cũng là một người có nhiều cái ước mơ, nhiều nguyện vọng, nhiều cái khát khao, nhiều cái hoài bão ha, muốn được chinh phục. Đồng thời các bạn cũng là một người có sự hớn hỉnh, vui vẻ, tận tâm. Tuy nhiên mình thấy cuộc sống của bạn trước đó, trong quá khứ một số bạn thì có khả năng bạn hay bị người khác lợi dụng lòng tin, hoặc là không có trung thực trong tình cảm, hoặc là bị phản bội lăng nhăng gì đó ở đây ha. Các bạn là những người luôn tìm kiếm cho mình một đối tượng hợp lý nhất, một người đem đến cho bạn có sự bình yên, thoải mái, và có sự gọi là có sự đồng điệu, tương đồng với bạn về mặt tính cách, về mặt quan điểm sống. Rồi để mình xem coi bờ môi và ánh mắt của bạn sẽ hạ gục con tim của ai trong thời gian tới ha. Mình thấy đây là một người họ rất là biết tiết kiệm trong cuộc sống ha. Và đây là một người họ có những cái quan điểm riêng, có những cái sự cố chấp riêng của bản thân. Và họ là một người rất là chung thủy, tận tâm. Họ không có thích cái sự thay đổi trong cuộc sống đâu. Người này mình thấy họ đã từng bị tổn thương trong quá khứ. Có thể là đã từng bị mất mát một cái tình yêu gì đó rồi. Và cái người này họ hiện tại mình thấy họ có sự trân trọng, biết ơn những gì họ đang có. Và họ có một cái cảm xúc rất là dồi dào, mãnh liệt. Và họ có một cuộc sống cũng khá là thoải mái ha, tận hưởng những cái gì mà họ đạt được. Có vẻ những người này thì cũng có một cái nguồn sung túc, dồi dào, đủ đầy về mặt vật chất, tiền tài. Và họ cũng cảm thấy yên bình. Và trái tim của họ đang được trong giai đoạn hàn gắn, chữa lành, và cảm thấy yên vui hơn ha, tích cực hơn rất là nhiều. Cái ngày này thì họ luôn nhớ về những cái ký ức, kỷ niệm xa xưa. Và họ rất là thích ngắm cảnh nè. Họ rất là thích thiên nga, thích mặt trời, thích ngắm sao. Và họ rất là thích biển nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái đối tượng này của bạn ha. Mình thấy đối với những bạn nữ xem trả bài thì ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của một người rất là giàu, khá là giàu có chứ không phải là rất là giàu. Một người khá là giàu, một người biết làm việc chăm chỉ, siêng năng và có một cái sự gọi là tích cực ha. Một người có một cái lối sống rất là khiêm tốn, kiên trì và có uy tín cao. Người này thì đã từng rơi vào cái giai đoạn thiếu thốn về mặt vật chất, tiền tài, cho nên họ rất là thực tế trong cuộc sống, và họ rất là tiết kiệm ha, trong chi tiêu, và biết cách quản lý mọi thứ một cách chu toàn nhất. Người này thì có khả năng họ làm việc liên quan đến cộng đồng, họ nhóm, hoặc là họ cũng là một người có nhóm bạn riêng, hoặc là họ cũng là một người có sự thân thiện, hòa đồng với những người khác. Tuy nhiên thì người này họ kiểu người ít nói làm nhiều, họ có nhiều cái sự tham vọng nhưng mà họ không có thích thể hiện bản thân ha. Và họ là một người có một cái kỹ năng, có tay nghề, có sự vững chắc về kiến thức, về cái kinh nghiệm. Và họ được mọi người ngưỡng mộ và trân trọng rất là nhiều về những cái gì mà họ có được. Và cái người này họ cực kỳ bền bỉ luôn, họ cực kỳ kiên trì, nhẫn nại như những chú rùa vậy đó
ha, họ từ từ họ hành động và họ từ từ gặt hái được kết quả, chứ họ không thích những cái hành động quá vội vã, quá gấp rút. Người này có một cái sự gọi là suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ những quyết định nào. Và họ là một người có sự tiết chế trong lời ăn tiếng nói, có sự khôn ngoan tinh tế và có sự gọi là liên kết mọi người lại với nhau. Đồng thời người này họ rất là khéo léo tỉ mỉ, thấu đáo trong cái hành động và trong cái những cái vấn đề mà họ có sự nhúng tay vào ha. Người này có khả năng gọi là cuộc sống của họ có khả năng họ đang trong cái giai đoạn chữa lành về tinh thần hoặc là về cái vấn đề thể chất. Có khả năng người này họ làm việc cực lực đến nỗi là họ hay bị bệnh lắm ha, cả bệnh cảm xoàng rồi đó. Và đồng thời thì mình thấy họ là một người rất là tỉnh táo luôn ha, họ minh mẫn, họ minh triết, và cái người này thì mình thấy là họ luôn cố gắng giữ cân bằng trong cuộc sống của mình, không có sự dao động, không có sự lung lay trong cái suy nghĩ, trong cái ý chí của bản thân mình. Và người này họ là một người có lối sống truyền thống và họ cũng rất là quan tâm đến gia đình, người thân. Và người này khi mà họ yêu ai thì họ sẽ có sự tận tâm, tuy nhiên họ sẽ rất là chú tâm đến công việc nha. Và mình thấy thì họ sẽ thể hiện tình yêu bằng vật chất, bằng cái hành động nhiều hơn là bằng cái lời nói ha, cái sự dẻo miệng. Đối với những bạn nam xem trải bài thì cái người này mình thấy là họ rất là thích biển ha, và họ có một cái sự ôn hòa, nhu mì. Và người này thì mình thấy là họ là một người có một cái sự đam mê nhiệt huyết trong cuộc sống, và khi họ đã thực sự ước mơ đam mê điều gì đó thì họ sẽ cố gắng là đạt cho bằng được cái điều đó, và họ cũng rất là tập trung vào công việc, sự nghiệp, tiền tài ha. Và người này thì mình thấy họ có sự vững chắc về tinh thần và họ luôn muốn tìm kiếm một đối tượng biết lo làm ăn, có một cái sự thực tế trong tinh thần và không có những cái quá sự mơ mộng. Người này thì mình thấy họ rất là thích đi đây đi đó nè, trải nghiệm, và họ cũng đang trong giai đoạn chuyển hướng sang một giai đoạn bình yên thoải mái hơn trong cuộc sống của mình. Người này họ đã từng trải qua một cái giai đoạn gọi là cũng có những cái sự khắc nghiệt nha, có thể là vấn đề về tình cảm bị đau khổ hoặc là vấn đề về công việc sự nghiệp, có một cái điều gì đó nó có một sự chạm đáy nỗi đau của họ và có sự kết thúc hoàn toàn, và họ có sự đánh giá xem xét lại cuộc đời, hành trình của mình, và đồng thời mình thấy họ đã xác định hướng đi, mục tiêu, và họ có sự làm mới lại bản thân của mình, và họ có sự cố gắng nỗ lực để có thể là biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Cái người này thì mình thấy là họ rất là mạnh mẽ về ý chí, và sự kiên cường ở đây, và họ giống như là được khai sáng rồi đó, họ không còn cái sự mù mờ, không còn quá mơ mộng, và họ có sự thực tế hơn. Và cái người này thì họ rất là vững vàng ổn định, và họ cũng là một người có sự chung thủy tận tâm, và cũng là một người có lối sống truyền thống nữa ha, họ cũng rất là thích quan tâm gia đình, người thân của mình. Và người này thì mình thấy họ là một người có thể là bề ngoài thì có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng mà trái tim của họ nó rất là tràn trề tình yêu. Khi họ có những cái nỗi đau thì họ sẽ cảm thấy rất là vô cùng gọi là tổn thương, mất mát và vô cùng gọi là sụp đổ luôn ha. Người này thì mình thấy tinh thần của họ luôn muốn hướng tới những cái điều tốt đẹp và luôn muốn lan tỏa những cái điều tích cực nhất cho cuộc sống này, và họ luôn có những cái niềm hy vọng, ước ao, ước mơ của họ sẽ trở thành sự thật ha. Và họ khi mà họ đã ước mơ thì họ sẽ thực hiện những kế hoạch, thực hiện những cái bước, những cái hành động cho nó chắc chắn và biến ước mơ của mình trở nên thực tế, chứ họ không có một số chỉ mơ ước thôi, mà họ có khả năng sẽ đạt được cái điều đó với cái sự tập trung và sự cố gắng nỗ lực hết mình của họ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem coi tại sao ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục được trái tim của người này ha.
À, đối với những bạn nữ xem trải bài thì mình thấy là cái ánh mắt và bờ môi của bạn hạ gục được trái tim của người này, tại vì khi mà họ nhìn thấy bạn kiểu như là họ đã từng đơn thân hoặc là độc thân trong một cái khoảng thời gian khá là dài và có những cái sự đóng băng trong cái cảm xúc của họ, nhưng mà khi mà họ nhìn thấy được bạn cái tự nhiên trong lòng họ có sự phấn chấn ha, họ cảm thấy yêu đời hơn và có những cảm xúc bùng nổ mãnh liệt bên trong cái tâm hồn của họ, và những cảm xúc mạnh mẽ cuồng nhiệt ở trong cái tâm lý, tâm sinh lý của họ ha, và họ có những cái khao khát, những cái ước mơ, những cái gọi là niềm đam mê cháy bỏng về mặt thể xác với bạn nữa ha. Cái người này thì họ có một cái sự kiên vững ha, vẻ bề ngoài họ rất là điềm tĩnh bình thường, nhưng mà bên trong họ nó có những cái sự gọi là rối loạn kiểu như là có những cái sự gọi là ước mơ rằng bạn sẽ là của họ ha, họ giống bạn, họ xem bạn giống như là một ngôi sao rất là sáng, và họ ao ước được chạm tới, họ ao ước được tiếp cận và họ ao ước được được chiếm hữu bạn. Và cái người này thì mình thấy họ là một người sẽ tỏ ra là một người có một sự chăm chỉ, một người có sự gọi là thông minh siêng năng, và là một người có sự trung thành tận tụy chung thủy, và là một người đàng hoàng tử tế để có thể gọi là lấy được cái lòng tin của bạn và chiếm hữu được cái trái tim của bạn. Và đồng thời họ còn bị ảnh hưởng, họ còn bị gọi là chìm ngập trong cái tình cảm với bạn bởi cái sự độc lập tự tin và cái sự tỏa sáng của bạn, cái sự gọi là nhiệt huyết và cái sự gọi là không có sự phụ thuộc bất kỳ ai hết. Và đôi khi bạn cũng là một người có khả năng tạo ra tài chính tốt, cho nên họ có sự kiêng nể dè chừng và họ có sự khao khát rất là nhiều, mãnh liệt rất là nhiều về mặt thể xác với bạn luôn ha. Nó khiến cho trong tâm hồn của họ có sự rộn ràng, nhung nhớ và có sự thổn thức rất là nhiều, mãnh liệt ở đây. Và họ luôn phải cố gắng cân bằng mọi thứ để có thể là giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh, nhưng mà bên trong của họ là nó rất là cháy bỏng rồi, mãnh liệt rồi ha. Và họ cảm thấy giống như là mình đã thực hiện, giống như mình đã gặp được một người đúng như cái gì mà mình mong muốn, giống như những gì mà mình thật sự khao khát, và trái tim của họ nó có sự gọi là lan tỏa cái niềm tích cực, niềm hy vọng, sự yêu thương và sự chiến thắng. Họ rất là muốn chiến thắng, muốn gọi là giành được cái trái tim của bạn ở đây. Có khả năng họ cũng thấy là bạn cũng có nhiều đối tượng nha, cho nên họ muốn rất là muốn gọi là gấp rút để có thể gọi là chiếm hữu được trái tim của bạn ha. Và bạn là người đã đánh gục được trái tim của họ rồi cho nên thì khiến cho họ có một sự bồn chồn ha. Người này thì rất là kiên vững, nói chung là trong cuộc sống thì họ rất là điềm tĩnh, mọi thứ họ đều có thể nằm dưới cái tầm kiểm soát của họ, nhưng mà khi mà bạn tới họ có sự tiếp xúc với bạn á thì họ mất đi cái sự kiểm soát ha. Trái tim của họ có sự gọi là bị rộn ràng, những cái nhịp đập đập rất là mạnh mẽ. Thì đó là đối tượng của bạn nữ xem trải bài á ha. À, còn đối với những bạn nam xem trải bài, cái người này khi mà họ thấy được cái bờ môi và ánh mắt của bạn thì tự nhiên trong lòng họ có sự gọi là bừng tỉnh ha. Người này có khả năng là họ rất là kén chọn nha, họ chọn lựa đối tượng phù hợp với bản thân và họ cũng có những cái sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới gọi là bước vào tình cảm, và cuộc sống của họ có rất là nhiều đối tượng, nhưng mà khi họ thấy bạn, thấy được cái bờ môi ánh mắt của bạn, họ có sự nhung nhớ, họ có sự gọi là ấn tượng mạnh mẽ và họ muốn gọi là có những cái sự cảm xúc ở đây và họ muốn bước vào yêu với bạn, vì họ thấy là rất là hợp với họ, hoặc là họ cảm thấy là khiến cho họ có sự dâng trào, những cái sự gọi là đắm đuối mãnh liệt trong tình cảm. Nói chung là họ có sự gọi là cảm thấy trái tim của họ có sự ngọt ngào, dâng tràn ở đây, đong đầy ở đây, và họ muốn có sự gọi là gắn kết với bạn, đi đến tình yêu với bạn. Và cái cảm xúc này rất là mãnh liệt, có khả năng họ cũng có sự cô đơn trong khoảng thời gian rồi, nhưng mà khi mà bạn đến thì họ rất là thích cái nụ cười, cái ánh mắt, cái bờ môi của bạn, vì họ thích thôi ha. Và họ có sự gọi là quan sát âm thầm lặng lẽ ha, quan sát một cách lén lút, nói chung họ cũng giữ cho mình cái sự điềm tĩnh khôn ngoan, nhưng mà bên trong của họ thì họ rất là bị xáo động rất là nhiều ha, bị rộn ràng, bị
thương nhớ. À, và cái người này thì mình thấy là giống như kiểu là họ cảm nhận trong một cái khoảng thời gian mà họ cố gắng giữ gìn trinh tiết, hoặc là cố gắng giữ gìn cho mình một cái sự gọi là thanh khiết nhất, chuẩn bị để đón nhận một cái người yêu thực sự mà họ khao khát đó. Họ không có thích trao đi tình yêu cho quá nhiều người ha. Thì giống như là họ gặt hái được cái kết quả, họ đạt được cái điều họ mong muốn, họ gặp được đúng cái người, đúng đối tượng mà khiến cho trái tim của họ có sự xao xuyến, có sự quyến luyến ha. Và mình thấy cái người này thì họ có khả năng là họ sẽ quan sát, tìm hiểu, tìm tòi bạn rất là nhiều, có thể là ngắm hình ảnh của bạn, và đôi khi họ cũng có những cái sự là những cảm xúc mãnh liệt dâng tràn bên trong họ ha. Họ muốn kết đôi với bạn. Nhưng mà cái người này thì họ chỉ có những cảm xúc như vậy, nhưng mà họ có sự gọi là bị động ở đây chứ họ không có chủ động đâu. Họ đợi bạn chủ động với họ ha. Họ có sự chờ đợi, có sự chờ đợi cái hành động, cái sự chủ động của bạn à, chứ họ cũng ngại ha. Cái người này có kiểu người ngại, và họ là một người có sự kỹ lưỡng tỉ mỉ, có sự kén cá chọn canh à, và họ muốn là trâu đi tìm cọc, họ không thích cọc đi tìm trâu à, kiểu vậy. Họ cũng có sự giữ kẻ, nói chung là vậy ha, tình trong như đã mặt ngoài còn e là kiểu vậy đó. Thì đây là đối tượng của bạn nam xem cho bài ha, những cảm xúc của họ khi mà họ thấy được bờ môi và ánh mắt của bạn. À, mình thấy ở đây thì đối với những bạn nữ xem trả bài, có khả năng cái người này á, một số bạn các bạn đã gặp cái người này rồi ha, và cái người này một số bạn thì có khả năng là cái người này đối với những bạn đã gặp rồi á, thì cái người thể là cái người này họ đã có một sự hơi ngừng nghỉ, hoặc là không nói chuyện với bạn, hoặc là có sự rời đi mối quan hệ ha, có nhiều trường hợp ở đây. Và cái người này họ dành thời gian tập trung cho bản thân của mình trong cái thời điểm này để có thể nâng cấp bản thân, nâng cấp kiến thức, hoặc là lùi lại nhìn về những cái gì mà mình đã trải qua với bạn, và có sự xem xét đánh giá của mối quan hệ này, và họ muốn tìm cái đường hướng để có thể quay trở lại với bạn. Hoặc là một số bạn thì còn yêu nhau nhưng mà không có dành thời gian nhiều cho nhau, thì cái người này họ cũng mong muốn có một sự khởi đầu mới gì đó trong cái mối quan hệ này, một cái sự mới mẻ hơn ha. Thì có khả năng là họ cũng không biết tương lai nó sẽ đi về đâu, nhưng mà trước tiên là họ chỉ muốn là có một cái sự khởi đầu mới mẻ để cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm trong tình yêu này, cho nhau một cơ hội, hoặc là giúp cho nhau có những cái cuộc chuyến đi, những cái sự tận hưởng trong mối quan hệ này. Muốn tận hưởng tình yêu trước, còn tương lai thì để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Người này tràn đầy cái sự cuồng nhiệt, cái sự nhiệt huyết, cái sự đam mê và cái sự yêu thương, thích thú bạn bạn rất là nhiều. Và mình thấy người này khá đẹp trai nha, đẹp trai nè, rồi giỏi ăn nói, ngôn từ sắc sảo, và có sự mãnh liệt, có sự cuốn hút, có sự gọi là tự tin năng động, và có sự gọi là táo bạo trong công việc, đầy sự tham vọng và có sự chủ động nữa ha. Còn đối với những bạn chưa gặp thì mình thấy là cái người này họ cũng đã rời khỏi một mối quan hệ cũ rồi ha, họ cũng muốn độc thân một thời gian khá là lâu rồi, và họ thấy bạn là một cái điều gì đó rất là mới mẻ, khiến cho họ cảm thấy có sự mong muốn có những cái sự gọi là chìm đắm trong tình yêu này. Và họ cũng đôi khi họ cũng cảm thấy như là cái mối quan hệ này họ cũng không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào, nhưng mà tạm thời họ muốn, họ rất là muốn chủ động để có thể là tiến đến trao tình yêu cho bạn ha. Và họ bị mắc kẹt trong cái nỗi nhớ về cái ánh mắt và bờ môi của bạn. Còn đối với những bạn nam xem nhớ bài thì cái người này họ là một người có một cái suy nghĩ rõ ràng ha. Đối với những bạn chưa quen nhau, chưa biết đó, thì mình thấy khả năng có thể là người này họ rất là rõ ràng trong suy nghĩ, họ có sự kỹ lưỡng và họ cũng tập trung về tiền tài vật chất rất là nhiều. Và cái người này tình cảm họ dành cho bạn là một cái sự sáng suốt ha, một cái quyết định sáng suốt, một cái sự muốn cam kết vững vàng, muốn đi đến hôn nhân lâu dài, vững vàng, ổn định, và có sự kiên nhẫn, và có sự gọi là vượt qua trong gai thử thách để
tạo ra những cái kỷ niệm đẹp, tạo ra được những cái hồi ức tốt, tạo ra được một cái tương lai vững vàng cho cái tình yêu ha. Và cái người này thì mình thấy là họ cũng có sự dự đoán, họ có một cái trực giác khá là cao đó, họ có khả năng dự đoán được cái tình hình cái mối quan hệ này, hoặc là họ nghĩ cái tình yêu này nó sẽ đi xa và họ nghĩ là bạn với họ sẽ có khả năng kết đôi được với nhau. Còn đối với những bạn ngừng nghĩ cái nói chia tay, mình thấy cái người này thì có khả năng là họ đang trong giai đoạn gọi là chữa lành bản thân của mình, và họ thấy như bạn đang có sự đóng cửa với họ và họ không thấy được cái hướng đi rõ ràng, nhưng mà họ đâu đó họ mong muốn là một cái sự chủ động từ bạn để có thể cho tình yêu này một cái sự vững vàng, có sự đoàn tụ sum họp và rõ ràng hơn trong cái tình yêu này, không có những sự mập mờ hoặc là không có những cái điều muộn phiền nữa ha, giải quyết tất cả những khúc mắc, những cái sự tồn đọng của mối quan hệ này ha. Còn những bạn mà các bạn có sự gọi là đang yêu nhau và không có nhiều thời gian dành cho nhau, thì cái người này họ luôn mong ước rằng tình yêu này sẽ có một cái kết tốt đẹp, hạnh phúc, viên mãn, trọn vẹn và yêu thương ở đây ha. Và họ mong chờ cái sự chủ động từ bạn, cái sự làm rõ từ bạn rất là nhiều trong cái mối quan hệ này ha. Mình thấy khi mà hai bạn ở gần nhau thì rất là vui ha, giống như những cặp đôi trẻ ha, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, rồi có những cái cuộc trò chuyện thú vị dành cho nhau và có sự khăng khít gắn bó với nhau nữa. Tình yêu này mình thấy các bạn sẽ có khả năng là biểu lộ tình cảm rất là nhiều ha, những cử chỉ âu yếm, lãng mạn trao cho nhau và những ánh mắt bờ môi được chạm vào nhau kiểu vậy. Và một số bạn thì các bạn được khuyến khích hãy buông bỏ những cái điều xưa cũ, những cái con người nào mà không còn phù hợp với bạn ha. Những cái nỗi lo lắng thì mới có được một cái tình yêu đẹp được ha. Còn các bạn cứ nắm giữ cái người cũ, cái người mà khiến bạn cảm thấy đau thương á, hoặc là nắm giữ những cái vết thương lòng, thì rất là khó để có thể các bạn mở lòng và yêu thương một cách trọn vẹn với cái đối tượng mới của bạn được. Một số bạn có khả năng là cái người yêu mà bạn mong muốn có khả năng họ sẽ quay trở về với bạn ha. Cái người bạn có sự xa cách đó, có khả năng sẽ có sự quay trở về khá là cao ở đây. Rồi mình sẽ xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn ha. Có thể là của bạn, của người đó. Trong ngư, bảo bình nè, cự giải, nhân mã, bạch dương, kim ngưu. Rồi chữ cái trong tên ha, chữ B phở, chữ X, chữ F, chữ H. Chữ V. Chữ N. Mình thấy ngoài những cái đối tượng phù hợp còn có một cái vài người á, họ cũng bị si mê bởi ánh mắt và bờ môi của bạn, cũng là những đối tượng lừa tình đó ha. Họ thấy được cái vẻ đẹp đó và họ có sự gọi là dâng cao cái sự khao khát từ trong cái chuyện chăn gói á ha. Cho nên các bạn cũng phải có sự cân nhắc xem coi ai là đối tượng phù hợp ha, để bạn bước vào tình yêu, để không có sự bị lợi dụng bởi tình cảm. Cẩn trọng nữa ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai và tại sao ha. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những cái thông tin nào nó có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy thì các bạn tụ 2
là những người rất là chân tình ngọt ngào ha, và các bạn cũng là những người có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, và có khả năng các bạn cũng đang tìm kiếm những đối tượng phù hợp cho cuộc sống của bạn. Mình thấy là bạn cũng là một người có sức chịu đựng bền bỉ cao, có sự kiên nhẫn kiên trì, và là một người yêu thương động vật ha, là một người có sức khỏe tốt hoặc là cái tinh thần vững vàng mạnh mẽ trước những giông tố cuộc đời. Và các bạn cũng là một người có một cái sự gọi là độc đáo trong tư duy, và có những cái ý tưởng vô cùng gọi là mang tính đổi mới, mang tính sáng tạo rất là nhiều ha. Các bạn là những người luôn muốn cho đi ha, nhưng mà bạn cần phải có sự cân nhắc, cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại, nếu không là bạn sẽ bị tổn hao cái năng lượng hoặc là bị lợi dụng ha. Rồi, để mình xem coi ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai ha. Mình thấy trước tiên thứ nhất là ánh mắt và bờ môi của bạn á, thì mẹ bạn rất là yêu quý bạn và rất là thương và rất là thích cái ánh mắt và bờ môi của bạn hạ gục con tim của mẹ bạn trước ha. Có thể năng bạn thấy mẹ bạn thấy là bạn có sự thừa hưởng điều đó, mẹ bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ với cái điều đó ha. Và một số bạn thì mình thấy có trường hợp như vậy, một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây cũng có nha. Rồi, mình thấy cái đối tượng này á, đây là một người họ rất là quan tâm đến gia đình của mình, họ có khả năng là rất là hợp với mẹ của mình, luôn chia sẻ những câu chuyện với mẹ của họ, và họ có một cái sự phong phú dồi dào thịnh vượng trong cuộc sống. Và trong cuộc sống của họ thì mình thấy cũng có những cái sự gọi là đấu đá, tranh đấu, mâu thuẫn gì đó ở đây ha. Tuy nhiên thì mình thấy họ là một người có một sự cân bằng điềm tĩnh, và họ có sự gọi là kỹ lưỡng và biết gọi là vượt qua được những cái thách thức, những cái sự cạnh tranh đó ha. Người này thì họ cũng là một người rất là thích làm từ thiện, cũng thích gọi là ban phát, giúp đỡ, chia sẻ người khác bằng lời khuyên, bằng cái vật chất, tiền tài trong cái khả năng của họ. Và đây cũng là người rất là đam mê học hỏi và phát triển bản thân của mình ha. Và người này cực kỳ yêu thiên nhiên à, và họ rất là tập trung để phát triển tài chính. Rồi chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu hơn về cái người này ha. Mình thấy thì đối với những bạn nữ xem trả bài thì cái ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của một người, họ là một người có một cái sự lãng mạn yêu thương ha, là một người có khả năng chu toàn như ngôn từ sắc sảo tinh tế, và là một người có khả năng ăn nói à, một người biết thấu hiểu người khác, và là một người rất là dồi dào những cảm xúc đong đầy. Người này họ có thể là có khả năng họ rất là nhạy cảm nha, họ rất là dễ bị tổn thương bởi cái lời nói của người khác chẳng hạn ha. Người này họ luôn cố gắng giữ cân bằng trong cuộc sống để có thể giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh nhất định à, và có khả năng đâu đó họ cũng có một cái sự tiết chế chừng mực trong lời ăn tiếng nói rồi. Và cái người này thì có khả năng là họ đã từng bị tổn thương trong tình yêu nha à, và họ rất là chú tâm vào tiền tài vật chất, họ có sự thực tế rồi chứ họ cũng không có quá mơ mộng. Họ có thiên hướng về nghệ thuật và họ thích làm những cái điều lãng mạn ngọt ngào. Người này thì mình thấy họ cũng là một người siêng năng, chăm chỉ, cần mẫn và có một sự gọi là thông minh, có sự tinh tế, nhạy bén trong công việc và đam mê học hỏi, phát triển bản thân và có sự hợp tác tốt với mọi người xung quanh. Và mình thấy họ là một người ôm đồm nhiều thứ, nhiều trọng trách, nhiều cái công việc trong cuộc sống lắm. Và đôi khi nó khiến cho họ cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Và người này họ luôn hành động theo một cái sự gọi là một cách rất là độc lập, giống như kiểu con sói đơn độc, họ ra kế hoạch rồi họ tự hành động, họ tự gọi là giành được thắng lợi kiểu vậy. Và người này thì mình thấy kiểu như là họ cảm nhận bạn là một người không chỉ là đánh gục trái tim của họ, bạn cũng đã đánh cắp con tim của họ luôn ha.
Mình thấy đối với những bạn nữ xem cho bà ở đây thì cũng có một vài trường hợp cũng có những người sai nha, những người lăng nhăng phản bội, những người lợi dụng tình cảm lừa tình, họ bị si mê bởi cái vẻ đẹp bề ngoài của bạn ha, rồi họ muốn lợi dụng, họ muốn gọi là chiếm hữu được trái tim, rồi họ có sự rời đi, họ tìm kiếm những đối tượng khác. Mình thấy cũng có những trường hợp đó, cho nên các bạn phải có một cái sự gọi là cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi chọn lọc đối tượng bước vào tình cảm với bạn. Đối với những bạn nam xem giả bài thì mình thấy cái người này họ là một người đạt ở một cái độ chín mùi trong cái mặt tinh thần năng lượng ha. Họ có một cái sự dồi dào khoáng đạt, một người có sự đảm đang tháo vát, làm tốt mọi việc trong cuộc sống, là một người có sự yêu thương, lòng bao dung rộng lượng, tha thứ cho người khác, là một người có nết na đoan chính rồi đó ha, vững vàng rồi. Và người này họ biết nhìn xa trông rộng, và họ có một cái sức bền, sức chịu đựng khá là cao ha. Và họ là một người có những ý tưởng phong phú, độc đáo và hay suy nghĩ nhiều. Người này thì rất là giỏi ăn nói ha, chu toàn ngôn ngữ, sắc bén, tinh tế, sáng tạo, năng động, nhiệt huyết và tự tin bản thân. Và cái người này thì họ có khả năng thu hút, thuyết phục người khác bằng cái lời ăn, tiếng nói, cái sự gọi là duyên dáng của họ. Và người này thì mình thấy họ rất là giỏi, có khả năng gọi là diễn giải trước đám đông, và hoặc là họ có giọng nói, giọng hát khá là hay. Và người này thì họ có khả năng là cái cuộc sống của họ đôi khi cũng trải qua những giai đoạn rất là bấp bênh, vấn đề tiền bạc, sự nghiệp. Cho nên họ có khả năng là họ cũng đã có một cái phần nào đó, cái sự khó khăn này nó thúc đẩy tinh thần của họ phải cố gắng làm việc chăm chỉ, cố gắng tìm ra con đường hướng để có thể gọi là thay đổi cuộc sống của mình. Và có khả năng họ đang trong một giai đoạn thay đổi, lột xác bản thân, trở thành một con người xinh đẹp hơn nè, quyến rũ hơn, tài năng hơn nè. Họ nhìn ra được cái thực lực, cái khả năng, cái phẩm chất của mình, họ có sự phát triển nó. Và họ đang thu hút tiền tài sự nghiệp đến với họ rất là nhiều ha. Và người này thì họ rất là thực tế trong cuộc sống, và họ là một người có sức mạnh, có sự gọi là kiên trì, và họ có sự nỗ lực, họ có sự tập trung. Và khi họ đã thực sự tập trung, phát triển, cố gắng nỗ lực, họ sẽ biến ước mơ của họ trở thành sự thật. À, người này thì mình thấy có khả năng họ đang dùng luật hấp dẫn để thu hút những điều may mắn đến với cuộc sống của mình bằng cái sự lạc quan, tích cực và sự cố gắng của họ. Và họ cũng là một người có sự hài hước, dí dỏm, vui vẻ, cũng có sự gọi là nhạy cảm trong tình cảm nữa ha. Nói chung họ cũng là một người có một cái trái tim khá là yếu đuối ha. Mặc dù bề ngoài thì họ có vẻ là có một sự tự tin đó, độc lập đó, nhưng mà khi họ yêu thì đôi khi họ cũng có những cái sự tổn thương gì đó, hoặc trước đó, khả năng trước đó họ cũng đã từng bị tổn thương trong tình yêu. Đồng thời cái người này thì mình thấy là họ đã từng bị hắt hủi hoặc là từng bị ruồng bỏ trong mối quan hệ tình cảm. Và đây là một người có khả năng lãnh đạo, thì những cái gian truân trong cuộc sống nó chỉ giúp cho họ có đầy đủ kinh nghiệm và giúp cho họ có một sự tin tưởng và vững vàng hơn mà thôi ha. Cái người này họ biết chọn lựa cho mình một cái hướng đi riêng, cái con đường phù hợp với bản năng, cái bản chất, cái tài năng của họ. Và họ biết phát triển và họ có sự lan tỏa đến những người xung quanh nữa. Người này họ rất là giỏi nha, xinh đẹp, cuốn hút, quyến rũ và giỏi. Và họ rất là thích mua sắm, và họ có khả năng rồi ăn mặc rất là đẹp, họ có khuôn mặt khá là thanh tú nè, tao nhã nè, kiêu sa diễm lệ nè. Và cái gu thời trang của họ nó rất là hợp thời ha. Và họ cũng là một tâm điểm sự chú ý, được mọi người quan tâm. Và đôi khi cái người này họ cũng suy nghĩ khá là nhiều á. Và có khả năng cái người này họ ít cười lắm ha. Trong cái cuộc sống khi mà họ có sự tương tác với mọi người thì có vẻ họ chỉ cười một cách bỉm chi thôi, chứ họ cũng ít cười một cách sảng khoái. Chỉ khi nào ở nhà với những người cùng chung chí hướng với họ, họ mới cười một cách sảng khoái thôi. Họ biết giữ kẻ ha. Người này thì có sự lịch thiệp nữa. Rồi thì tại sao ánh mắt và bờ môi của bạn khiến cho họ, trái tim của họ bị hạ gục?
Mình thấy đối với bạn nữ xem trả bài thì cái ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục trái tim của cái người này là bởi vì á, họ bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp của bạn rất là nhiều ha, đặc biệt là đôi môi của bạn, họ bị cuốn hút bởi cái đôi môi của bạn ha, mặc dù cái người này ở ngoài có vẻ nhìn rất là bình thường, rất là trung thực, rất là trung trực, rất là bộc trực, rất là tự nhiên, rất là thoải mái và rất là có sự hơi lạnh lùng, quyết đoán, không có nở nụ cười hay gì hết, nhưng mà thực sự trong lòng họ có sự dao động. Họ có sự đắm chìm, có sự tương tư, có sự thổn thức và có sự nhung nhớ về bạn, rồi đôi khi ngủ mơ về bạn và có bị ám ảnh ở đây nữa ha. Và họ đồng thời nó khiến cho họ cảm thấy có những cái sự gọi là cuồng nhiệt ha, mạnh mẽ, mãnh liệt, giống như một cái điều gì đó mới mẻ và họ muốn tìm tòi, họ muốn tìm hiểu sâu hơn, họ muốn gọi là khám phá và họ có một cái sự đắm chìm mạnh mẽ, quyết liệt ở đây ha. Mặc dù bề ngoài thì họ bình thường, họ thản nhiên, nhưng mà trong họ thì giống như là có một cái sự trái tim họ đập rất là mạnh ha, rất là nhanh, giống như ngựa đang phi vậy đó đang phi nước đại vậy đó ha, có sự rộn ràng, có sự thú vị, có sự gọi là mạnh mẽ và họ muốn chủ động tiến tới để tìm hiểu, để nói chuyện và để có sự gọi là chinh phục được bạn ha. Và mình thấy cái người này khi mà họ thấy được cái vẻ đẹp của bạn và họ bị cuốn hút và đôi khi họ cũng muốn trở thành chồng của bạn luôn một số trường hợp thì như vậy nha, một số bạn có khả năng yêu xa ha, họ luôn cố gắng cân bằng cảm xúc của mình nhưng mà rất là khó để có thể kiềm chế mọi thứ ha. Một số bạn mang năng lượng nữ ở đây thì đôi môi của bạn rất là đẹp, môi trái tim và nó có sự mọng đỏ ha, và cái người này họ rất là thích ha, có khả năng họ rất là thích chạm vào đôi môi ấy rồi đối với những bạn nam xem trả bài thì thì ở đây á, mình thấy cái người này á, khi mà họ thấy ánh mắt và bờ môi của bạn thì trái tim của họ bị đánh gục là bởi vì họ có sự gọi là cảm nhận như là có thể một số bạn nam đây khá là đẹp trai, khôi ngô, tướng tú và họ nghĩ bạn giống như là một ngôi sao, một star, một diễn viên, điện ảnh hay gì đó. Nói chung là họ thấy bạn là một người mang tiềm chất, tính chất, mang cái phẩm chất của một người nổi tiếng, hoặc là họ cảm thấy giống như là cái ước mơ của họ trở thành sự thật, giống như là bạn là một cái gì đó nó rất là sáng chói và nó rất là đặc biệt và giống như là một phước lành gì đó ha, giống như họ cảm nhận như là bạn chính là một cái điều ước của họ, nói chung là vậy ha, đúng giống như cái gu của họ vậy đó và mình thấy họ có sự rộn ràng ha, họ có sự gọi là tinh thần của họ nó hơi bị bất ổn và đầu óc họ có sự gọi là xoay vần ở đây nó quay cuồng ha, kiểu như là bị trúng đối tượng rồi cho nên có sự quay cuồng và mình thấy là đồng thời họ cảm nhận như là sau một cái khoảng thời gian đi tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng đã gặp được một cái người có thể khiến cho tâm hồn của họ có sự rung rinh ha, đúng như những gì mà họ mong đợi kiểu vậy đó. Và cái người này họ cảm nhận được cái sự bình yên trong cái nụ cười của bạn, trong cái bờ môi, trong ánh mắt của bạn, cảm nhận được cái sự bình yên, cái sự chắc chắn, cái sự ổn định, cái sự kiên vững nữa ha. Và đồng thời mình thấy cái người này đôi khi họ ngủ họ cũng nhớ về cái ánh mắt bờ môi của bạn, hai bạn có sự tương tác, hai bạn có sự gọi là ngày nhớ đêm mong, về nhớ về cái hình tượng của người đó và có sự gọi là nghĩ về và có sự tương tư thổn thức về cái đối tượng của mình ở đây rất là nhiều luôn. Cái người này thì mình thấy họ rất là thích có thời gian hoặc là đi chơi, đi du lịch với bạn á. Họ rất là thích có cùng có thời gian tận hưởng với bạn trong cái những cái chuyến đi ha. Và họ bị rung động rất là nhiều luôn, rung động mãnh liệt luôn. Cả hai bạn mình thấy giống như là kiểu chắc tình yêu sét đánh hay gì đó ha. Hoặc là mình thấy thì cái người này kiểu như là họ thấy giống như định mệnh của họ, kiểu bạn giống như định mệnh của họ, thấy xong mà nó quen thuộc hoặc là gần gũi hoặc là cảm thấy yêu thương quá, cảm thấy có một cái sự gọi là nó có thiện cảm á.
Một số bạn có thể gặp nhau qua một chuyến đi du lịch ha. Mình thấy ở đây thì có khả năng một số bạn các bạn đã gặp rồi ha, hoặc một số bạn thì chưa gặp cũng có. Thì mình thấy đối với những bạn nữ xem gia bài thì cái tình cảm người này dành cho bạn là cái sự nể phục ha, họ có sự ngưỡng mộ về cái sự độc lập, cái sự tự tin và cái sự gọi là cố gắng làm việc chăm chỉ của bạn, cái mục tiêu, cái tầm nhìn, cái hướng đi của bạn trong tương lai ha, kế hoạch của bạn có sự rõ ràng và họ có sự khao khát, họ có sự gọi là mong muốn, ước mơ được có bạn ha, vì bạn tỏ ra một cái sức hút của một sự kín đáo, một cái sự gọi là khôn ngoan, một cái sự khôn ngoan, một sự bí ẩn nữa, đồng thời có vẻ học thức nữa ha, và bạn cũng là một có trực giác cao, nói chung là họ có sự ngưỡng mộ và trân trọng bạn và họ xem bạn cũng là một người có một cái sự trung thực, công bằng, một có trách nhiệm, có sự chung thủy. Người này họ có sự gọi là nhung nhớ và ước có được bạn, có thể là trong cuộc sống của họ cũng có nhiều đối tượng được đưa đến, nhưng mà có khả năng là họ chỉ muốn có bạn mà thôi, và đôi khi họ chỉ ngồi một góc và tưởng nhớ và nhung nhớ về bạn, về hình ảnh, về cái bờ môi và ánh mắt của bạn. Đồng thời thì tình cảm họ dành cho bạn có khả năng là có một cái sự bị trói buộc trong mối quan hệ này, kiểu như là họ có sự gọi là yêu đương, có sự gắn bó, sự chặt chẽ ở đây và rất là khó để có thể rời khỏi ha. Và cái người này họ luôn muốn đem đến cho một cái tình yêu này một cái sự công bằng, công lý, một cái sự gọi là cân bằng ở đây ha. Nói chung là họ muốn trao tình yêu nhưng mà họ cũng muốn nhận được tình yêu tương xứng kiểu vậy từ bạn ha. Họ cũng muốn có một cái sự gọi là thành quả tốt đẹp trong mối quan hệ này ha. Muốn cùng nhau nỗ lực và cũng muốn cùng nhau phát triển cho cái tình yêu nó đi lên, nó vững chắc. Và cái người này thì đôi khi họ cũng muốn, họ cũng có những cái sự gọi là đoán ý từ bạn, họ không biết bạn nghĩ gì ha. Họ đôi khi họ cũng trầm tư, họ cũng tự sự, họ muốn biết về suy nghĩ của bạn, họ muốn hiểu về bạn rất là nhiều, nhưng mà đôi khi họ không có thể gọi là đi sâu được vào cái suy nghĩ, cái tinh thần, cái tâm trí của bạn ha. Thì đây là cái tình cảm của đối tượng dành cho bạn nữ xem gia bài ha. Thì mình thấy đối với những bạn nam xem gia bài thì cái người này á, họ cũng có một cái sự gọi là gắn kết trong cái tâm hồn, tinh thần, hoặc là một số bạn thì có thể là liên quan đến việc chăn gói luôn. Nói chung có sự gắn kết rất là chặt chẽ ở đây. Và một số bạn thì có khả năng cái người này họ cảm nhận đây là một cái tình cảm mà hai bạn có sự xứng đôi vừa lứa, nhưng mà các bạn có những cái sự hơi bị toxic độc hại gì đó mà chưa thoát ra được ha. Và đồng thời thì mình thấy là họ suy nghĩ mối quan hệ này rất là nhiều và họ cảm thấy mối quan hệ này họ cần mới sự gọi là đầu tư lâu dài, chứ họ không muốn là như cái mối quan hệ ngắn hạn chỉ vì quen nhau qua chuyện thể xác thôi, mà họ muốn có một cái tinh thần ổn định, kiên cố và có một cái sự chắc chắn, có sự tận tâm, chung thủy, tận tụy trong mối quan hệ này, có những cái suy nghĩ sáng suốt rõ ràng. Họ muốn một cái tình yêu trong sáng, một cái tình yêu vững chắc, vững bền và kiên cố ha, và họ rất là cân nhắc để có thể đầu tư vào cái tình yêu này. Và có khả năng là một số bạn thì các bạn có sự ngừng nghỉ các cái nói chia tay vì cái sự chưa hiểu nhau hoặc là những cái sự toxic gì đó trong mối quan hệ này, và các bạn đang có những cái giai đoạn ngừng nghỉ, suy nghĩ về cái mối quan hệ này rất là nhiều, và cái người này họ nhớ về bạn rất là nhiều nha. Đối tượng của bạn nam sẽ bài những bạn mà có sự ngừng nghỉ các cái nói chia tay, cả hai bạn đang có khả năng họ đang nghĩ là bạn đang cố gắng tập trung vào công việc và họ cũng vậy. Họ cũng đang cố gắng để xây dựng một cái nền tảng kiên cố, một cái tương lai vững chắc cho bản thân của mình, vì họ có sự độc lập mà. Họ không thích dựa dẫm, họ không thích phụ thuộc ha.
Và trong mối quan hệ này có khả năng là họ cần một cái cuộc nói chuyện rõ ràng giữa đôi bên ha, và họ cần được một cái sự xác định rõ ràng để họ quyết định dứt khoát hay không, tiếp tục hay buông bỏ. Và mình thấy các bạn ở đây đều là những người giỏi giang, trai tài gái sắc, thông minh và có khả năng làm ra tài chính tốt. Dạo gần đây mình hay bóc phải cái số cái lá của việc người yêu cũ quay trở lại quá ha. Cái người cũ của bạn á, tùy theo khả năng, tùy theo cái việc mà bạn muốn hay không nha. Một số người cũ thì những bạn năng lượng còn thấp á, các bạn gặp người cũ toàn là những người phản bội thôi, thì các bạn rời đi là được rồi ha. Đôi khi họ cũng muốn quay trở lại để lợi dụng gì đó của bạn, nhưng mà mình thấy bạn nên rời đi là được rồi ha. Đối với những người lăng nhăng phản bội thì bạn xứng đáng có được người tốt hơn, cái người giàu có sung túc đủ đầy và cho bạn một cái tình yêu ngọt ngào chân thành ha. Và cái trái tim của họ bị hạ gục bởi cái ánh mắt và bờ môi của bạn. Một số bạn thì các bạn vẫn còn lưu luyến, mong muốn người cũ quay về thì có khả năng có ha. Hoặc một số bạn có khả năng là tình yêu kiếp trước tìm về các bạn đó. It is safe for you to love. Cái người này họ an toàn cho bạn để yêu nha. Hãy mở rộng trái tim của mình để cho và nhận cái nguồn năng lượng cao nhất trong cái tình yêu này. Và hai bạn có những cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào và có những cái cử chỉ rất là âu yếm với nhau, chân tình với nhau và bùng nổ những cái sự gọi là thích thú về mặt thể xác, tinh thần. Một số bạn thì mình thấy cái người mang năng lượng nam họ sẽ tán tỉnh tỏ tình các bạn nữ rất là nhiều luôn ha, dồn dập luôn ha. Nhưng mà có sự tinh tế nha, chứ không phải là kiểu gọi là quá vồ vập ha. Một số bạn có khả năng là quen người mới nè, getting to know each other. Một số bạn mình thấy có khả năng là bạn quá hấp dẫn đi, có thể là bạn người khác bị cuốn hút bởi bạn, là một vừa một người cũ mà vừa một người mới luôn ha. Stay optimistic about your love life, hãy gọi là lạc quan hơn về cái chuyện tình cảm của bạn. Rồi để mình xem cái cung hoàng đạo nổi bật, có thể là của bạn, của người đó ha. Song tử nè, song ngư, bọ cạp, nhân mã, thiên bình, bạch dương. Mình thấy ở đây cũng có bảo bình nữa đó. Rồi chữ cái trong tên, chữ E, chữ B phở, chữ O, chữ F, chữ S, chữ V ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn cái lá bài nè ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang đứng trước giữa những cái sự lựa chọn trong cuộc sống ha. Các bạn là những người có tầm nhìn xa, có hướng đi rộng mở và là một người luôn tìm kiếm con đường hướng đi riêng cho bản thân của mình. Đồng thời các bạn là những người có khả năng lãnh đạo, có khả năng vạch ra kế hoạch và thực hiện mọi thứ, có một cái sự suôn sẻ thành công. Đồng thời mình thấy các bạn là những người có khả năng là vượt qua những bão táp phong ba để có thể có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Mình thấy bạn là một người có ý chí mạnh mẽ, kiên cường, vững chắc. Và bạn cũng là một người luôn hành động cho cái ước mơ, nguyện vọng của bản thân mình. Có khả năng một số bạn, các bạn đang trong giai đoạn khá là tổn thương về mặt tình cảm ha. Một số bạn đang cảm thấy không biết là nên tiếp tục hay buông bỏ cái mối quan hệ nào đó ha. Mà có một cái sự hơi bị ngần ngại hay bị do dự chần chừ ở đây. Rồi để xem coi
ánh mắt và bờ môi của bạn sẽ hạ gục con tim của ai ha. Mình thấy thì ở đây cái người này họ là một người khi mà họ đã nhắm mục tiêu là họ sẽ gọi là hành động cho bằng được, cho thành công ha. Cái người này thì có khả năng hành động của họ rất là nhanh nhẹn, rất là lanh lẹ, rất là tự tin, và họ là một người có khả năng nắm bắt thông tin nhạy bén ở đây. Và họ là một người khá là tỏa sáng ha, họ được mọi người biết tới, họ là tâm điểm của sự chú ý, họ luôn mang đến những cái nguồn tích cực mạnh mẽ, lạc quan, tinh thần vững mạnh, một cái sự gọi là vững vàng trong cuộc sống. Cái người này thì họ là một người luôn hướng tới ánh mặt trời, họ rất là thích hoa hướng dương ha, một cái sự gọi là không dễ dàng đầu hàng trước số phận, trước thử thách. Người này khi mà họ đã thực sự mong muốn một điều gì đó, họ sẽ rất là vững vàng, vững chãi để đạt được cái điều đó, và luôn nghĩ ra cái cách để có thể gọi là hoàn thành được cái ước mơ, cái kế hoạch của bản thân mình ha. Rồi, để mình xem sâu hơn về cái người này ha. Đối với những bạn nữ xem trải bài thì mình thấy có khả năng cái người này họ xuất thân từ một gia đình khá là gia giáo, khá là truyền thống và khá là sung túc. Một số bạn có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân, hoặc là cái người này mình thấy có khả năng họ đã từng kết thúc một cái mối quan hệ gì đó xưa cũ, hoặc là một cái cuộc hôn nhân ha. Thì có nhiều trường hợp bạn liên kết trường hợp nào phù hợp bạn nhất. Và họ là một người rất là tỏa sáng, họ là một người cũng có những cái ước mơ, có niềm hy vọng, khát khao. Và đồng thời họ thấy bạn giống như là một người rất là xinh đẹp, quyến rũ và cuốn hút, một người giống như nàng tiên cá, có sự duyên dáng và có sự gọi là quyến rũ mạnh mẽ ở đây. Người này thì mình thấy họ là một người có sự dâng tràn những cái sự thuần khiết, lạc quan và thích chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Và đôi khi họ cũng là một người hy sinh cái lợi ích của mình vì lợi ích người khác nữa. Họ là một người có một sự cân bằng và họ cũng có cái khắc óc hài hước, dí dỏm, vui vẻ, tự tin. Và đây là một người mình thấy thì họ rất là thoải mái trong cuộc sống ha. Họ đã từng và họ rất là tập trung vào công việc, sự nghiệp, tiền tài, vì họ đã từng trong cái giai đoạn rất là thiếu thốn về mặt vật chất, tiền tài nha. Và đôi khi họ cũng, cái người này họ hay bị mất ngủ, hoặc là họ công việc của họ luôn khiến cho họ phải có một sự gọi là chăm chỉ siêng năng, hoặc là họ luôn phải chạy đuổi theo cái thời hạn công việc đó. Nói chung là có nhiều cái công việc thì họ còn phải rất gấp rút, vội vã để có thể hoàn thành tốt đúng cái thời hạn kiểu vậy. Và cái người này thì mình thấy là khi mà họ suy nghĩ thì họ cũng sẽ suy nghĩ rất là kỹ, rất là lâu rồi mà họ mới đưa ra được quyết định. Và họ là một người có lối sống truyền thống, quan tâm đến cha mẹ, gia đình, người thân ha. Và họ cũng là một người rất là tôn trọng đạo nghĩa. Và đây là một người rất là chung thủy, họ không có thích những cái sự thay đổi trong cuộc sống đâu ha. Họ luôn giữ vững quan điểm cá nhân của mình, và của họ cũng không thích những cái sự gọi là dễ dao động ở đây. Đối với những bạn nam xem trải bài thì mình thấy cái người này thì họ là một người luôn cảm thấy gọi là bị thiếu thốn trong tình yêu, hoặc là cảm thấy như cuộc sống của họ chưa có đầy đủ kiểu vậy ha. Hoặc là họ cảm thấy bị lẻ loi trong cuộc sống này, trong tình cảm. Có khả năng họ đã từng bị tổn thương trong tình yêu. Người này mình thấy khi mà yêu thì họ rất là ngây thơ ha, họ rất là hồn nhiên và họ có một sự chân tình ở đây. Và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người có một cái sự độc lập và tự tin trong cuộc sống rồi. Có khả năng họ đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng mà cái người này thì nhờ vào những giai đoạn đó mà giúp cho họ trở nên mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, và biết tìm cách để có thể thay đổi cuộc sống của mình ha. Người này có khả năng là có một cái cuộc sống vững chắc nè, có sự độc lập, khả năng làm ra tiền tài vật chất tốt, có sự gọi là trung thực, có sự thực tế, và có sự gọi là biết cách tiết kiệm nữa. Người này thì mình thấy là dù cho họ có là nữ chi chăng nữa thì cái tinh thần của họ cũng giống như một nam giới ha, một người có sự gọi là quyết liệt, can đảm,
luôn giữ vững lập trường bản thân của mình và đi đúng cái con đường mình vạch ra, và có khả năng họ cũng giành được những cái sự thắng lợi thành công trong cuộc sống của họ rồi. Mình thấy các bạn tụ ba ở đây là dạo gần đây hay thấy số 44 rất là nhiều luôn ha. Và người này họ luôn gọi là có những cái hướng đi rõ ràng, luôn có những kế hoạch cho tương lai của mình một cách rất là rõ ràng, thực tế và tỉ mỉ ha. Và có sự kỹ lưỡng nữa. Có khả năng trong cuộc sống của họ trước đó họ là một người rất là mơ mộng, nhưng mà họ đã trải qua trải nghiệm nhiều thì họ biến cái mơ mộng đó trở thành thực tế rồi ha. Và họ cũng có sự lan tỏa, thích chia sẻ giúp đỡ người khác về cái tài chính, sự nghiệp, về cái công việc, về lời khuyên. Nói chung là họ có sự rộng rãi, hào phóng. Và người này họ luôn mong ước có một mối tình đẹp ha, một cái tình yêu mà đi đến hôn nhân viên mãn, được mọi người chúc phúc ở đây à. Và cũng có khả năng cái người này cũng tạo dựng ra được cơ ngơi, có thể là họ cũng đã có nhà cửa sung túc đủ đầy rồi ha. Thì một số trường hợp là như vậy à. Một số bạn có khả năng là yêu xa, thì để mình xem coi bờ môi và ánh mắt của bạn sẽ tại sao lại hạ gục được con tim của người này. Thì mình thấy đó, với những bạn nữ xem trả bài thì bờ môi và ánh mắt của người này hạ gục con tim của bờ môi và ánh mắt của bạn hạ gục con tim của người này á, là bởi vì á, khi mà họ thấy được cái vẻ đẹp đó của bạn, họ cảm thấy như bị lạc vào mê cung ha, lạc vào một cái nơi nào đó mà có một sự bí ẩn, có sự ma mị nữa kiểu như là cái vẻ đẹp nó rất là cuốn hút, có sự khiến cho họ cảm thấy rộn ràng trong con tim, họ có một cái sự gọi là nhảy múa ở đây nữa, kiểu như là trái tim của họ có sự vui vẻ, có sự gọi là xao động ha, quyến luyến, và mình thấy là họ cảm thấy rất là rạo rực nữa ha. Họ cảm nhận như là họ gặp được một cái người mà có thể đi đến lâu dài, cam kết vững bền, có thể là họ cảm nhận như bạn giống như là ánh trăng rằm vậy đó ha, quyến rũ, xinh đẹp, tỏa sáng, và cũng có sự gọi là bí ẩn riêng. Họ có sự chìm đắm trong cái vẻ đẹp này của bạn, và có sự chìm đắm trong tình cảm. Họ muốn đi đến cái tình yêu với bạn, họ muốn có sự kết giao tình cảm với bạn. Và đôi khi họ nghĩ cái vẻ đẹp của bạn ha, khiến cho họ có một cái sự dao động trong tinh thần. Họ là một người rất là kiên vững, họ là một người rất là lý trí trong cuộc sống. Tuy nhiên cái vẻ đẹp của bạn khiến cho họ giống như là bị cám dỗ vậy đó ha. Có sự gọi là xúc động đậy ở đây và có sự gọi là chìm đắm ở đây. Và họ muốn có một sự cam kết với bạn. Họ thấy được cái sự cuốn hút quyến rũ đó giống như một cái điều gì đó nó rất là đặc biệt đối với họ. Và họ có sự gọi là muốn chìm té vào yêu với bạn ha. Và cái người này có khả năng là cái bề ngoài họ thì rất là bình thường, nhưng mà bên trong của họ là nó có sự gọi là giống như là họ rất là bình tĩnh ha, họ rất là giỏi ăn nói, nhưng mà khi mà tiếp xúc với bạn thì chữ nó chạy đâu hết à, kiểu vậy đó, nó có sự rối loạn kiểu vậy đó ha. Họ không có thể lấy được cái sự bình tĩnh của bản thân, không thể kiểm soát được bản thân của mình, không thể làm chủ được cảm xúc của mình khi mà tương tác tiếp xúc với bạn. Và họ rất là muốn được kết giao, rất là muốn được gắn kết và trở thành người yêu của bạn ha. Họ thấy được cái sự năng động, cái vẻ đẹp thuần khiết của bạn. Họ thích cái điều đó ha. Và đôi khi nó khiến cho những cái dục vọng bên trong của họ có sự gọi là được bật đèn vậy đó ha. Bật nút, được khởi động, những cái đam mê ở trong họ được khởi động. Đối với những bạn nam xem giá bài thì mình thấy là khi mà bạn cười ha, hoặc là họ thấy ánh mắt bờ môi của bạn, tự nhiên giống như là bạn đánh cắp đi cái trái tim của họ vậy đó. Họ cảm thấy như một cái điều gì đó nó rất là mới mẻ ha, cảm thấy như là bạn đem đến cho họ những cái cảm giác rất là mới mẻ, và cảm thấy như là họ khám phá một cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng. Họ cảm nhận được cái
cái sự ổn định của bạn, cái sự chắc chắn của bạn, họ có sự ngưỡng mộ bạn rồi ha, nhưng mà bạn lại có một cái bờ môi ánh mắt quyến rũ cuốn hút và khiến cho họ cảm thấy rất là xôn xao, họ rất là muốn được gọi là trao đổi, nâng cao hoặc là chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn ha, họ muốn gắn kết với bạn, họ muốn được cùng bạn kết giao và có khả năng là đi đến kết hôn và muốn có con với bạn nữa. Cái người này họ bị cuốn hút bởi bạn rất là nhiều ha. Đồng thời mình thấy kiểu như là họ cảm nhận như là một khoảng thời gian khá là lâu mình chưa tìm được ai phù hợp, nhưng mà khi mà bạn đến thì họ giống như là đã gặp được cái người phù hợp, và họ cảm nhận như là đây là một người thực sự dành cho mình, hoặc là một người thực sự giống như là một kim cương đá quý gì đó mà chỉ họ mới có thể thấy được cái vẻ đẹp đó thôi, kiểu vậy. Và cái người này họ nghĩ rằng á, bạn là một người có một cái sự bí ẩn nữa ha, có sự bí ẩn, có sự cuốn hút riêng, và họ rất là muốn nói chuyện, rất là muốn tìm hiểu, muốn hiểu về bạn và muốn biết mọi chuyện về bạn nữa. Mình thấy người này họ có sự nhìn lén về bạn rất là nhiều nha, và nhìn lén theo dõi quan sát. Thì đó là đối với những bạn nam trả bài, và cái người này họ cũng ao ước có được cái người yêu như bạn để gì ra mắt công khai với mọi người, gia đình để được sự chúc phúc, mọi người khen ngợi kiểu vậy luôn ha. Và người này nếu mà họ kết giao tình yêu với bạn là họ rất là chung thủy nha, họ rất là trân trọng cái mối quan hệ này. Và đôi khi họ cũng có những cái suy nghĩ là cái người hoàn hảo như thế này không biết là có lăng nhăng phản bội hay không nữa. Họ cũng có một cái sự hơi lo lắng về cái điều đó nữa ha. Và họ nghĩ là có khả năng là bạn cũng đã đánh cắp được nhiều trái tim của nhiều người phụ nữ. Họ nghĩ như vậy thôi ha. Đối với những bạn nữ xem trả bài thì cái người này tình cảm họ dành cho bạn là một cái sự chủ động nha. Họ dành tình cảm cho bạn rất là nhiều và họ muốn khám phá, họ muốn gọi là chìm đắm trong tình yêu với bạn. Và đồng thời họ có sự khát khao, họ có sự ao ước có được bạn trong cuộc sống. Nhưng mà họ không có hiểu về bạn, họ không biết bạn nghĩ gì. Đôi khi họ cũng thấy bạn có nhiều nỗi sợ, sự lo lắng, bất an. Và mình thấy là họ sẽ cố gắng nỗ lực để có thể để có được cái tình yêu của bạn. Và họ rất là chăm chỉ trong việc siêng năng làm việc, và họ cũng rất là chăm chỉ trong việc gọi là chủ động tiến tới với bạn ha. Họ muốn có một cái giai đoạn gọi là chìm ngắm những cái tình yêu thấm thiết, gắn bó và lãng mạn với bạn. Và họ muốn cứu bạn ra khỏi những cái sự cái mớ bồng bông trong cuộc sống của bạn. Có khả năng một số bạn nữ là mình thấy là bị đau thương tình yêu trước đó rồi, có khả năng cái người này họ muốn cứu bạn ra khỏi cái mớ bồng bông đó, muốn giải phóng bạn ra khỏi những cái điều tiêu cực muộn phiền để cho bạn một cái tình yêu đẹp như họ mong muốn kiểu vậy. Và có khả năng cái người này họ cũng rất là muốn xây dựng gia đình hoặc là muốn có con với bạn nữa đó. Thì cái tình cảm người này dành cho bạn như vậy. Và mình thấy cái người này thì họ có một cái cơ thể rất là cường tráng, mạnh mẽ, hơi tập gym hoặc là có sắc vóc ha. Nói chung là cái người này nhìn họ rất là cuốn hút luôn. Rất là khỏe ha. Mình thấy đối với những bạn nam xem giới bài, cái người này thì họ thấy bạn là một người có nhiều cái sự lựa chọn trong cuộc sống, và họ cũng có nhiều sự lựa chọn giống như bạn vậy đó. Nhưng mà họ thấy bạn có khả năng, có tiềm năng là một người sẽ rất là vững vàng, một người chồng, một người cha tốt đó, ha, một người quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin, một người tài giỏi. Và họ thấy bạn là một người có một cái sự sẵn lòng để có thể gọi là tranh đấu với những người khác để có thể đạt được những điều mình mong muốn một cách vững vàng và rõ ràng nhất. Và họ cũng cảm nhận bạn với họ hình như nói chuyện cũng không có hợp lắm, cũng có những cái sự tranh luận với nhau ha. Và cái người này thì mình thấy họ muốn có một sự gọi là rõ ràng ha. Họ cũng muốn là có thể là hai bạn quen nhau môi trường bạn bè nè, hoặc là buổi tiệc nào đó, thì họ muốn có được cái sự công khai trong mối quan hệ này. Họ muốn được xây dựng một cái sự cam kết vững vàng trong cái mối quan hệ này ha. Và có khả năng họ cũng muốn bạn là chồng của họ ha, là cha con họ, nói chung là vậy.
Và tình cảm họ dành cho bạn là tình cảm nhiều, nhưng mà họ cũng không biết là bạn dành cho họ ra sao ha. Và đôi khi họ thấy bạn có nhiều sự lựa chọn, đôi khi họ cũng có những cái sự hơi bị tự ti nữa. Và họ rất là cần cái sự chủ động từ bạn để họ có thể là biết được là bạn có thực sự là muốn cho mối quan hệ một cơ hội hay không. Mình thấy ở đây cũng có vài trường hợp là các bạn chỉ thấy được cái người này từ xa và có sự crush người này và ao ước có được người này, nhưng mà rất là khó ha, có một số bạn như vậy. Và đôi khi không thể tiếp xúc gần luôn á, tới dung là giống như là thấy ca sĩ diễn viên rồi đó, các bạn cũng bị hạ gục trái tim kiểu vậy. Và chỉ ở trong cái tầm gọi là quan sát họ và chúc mừng hoặc là hỗ trợ tinh thần để họ, cuộc sống của họ có sự phát triển thành công. Life Phoenix ha, các bạn sẽ có, đối với những bạn các bạn có sự gọi là quen nhau được á ha, gần gũi tương tác với nhau được hoặc là bước vào yêu luôn á, là mình thấy có những cái sự gọi là tràn ngập những cảm xúc ngọt ngào, yêu thương nồng nàn, lãng mạn với nhau. Và hai bạn rất là thân kích, rất là gắn bó với nhau. Wow, lại làm lá người cũ quay về. Ở đây một số bạn thì có khả năng là các bạn còn quyến luyến, còn mong nhớ một cái người cũ nào đó mà bạn cảm thấy cái người này rất là chắc chắn và rất là thành công, giống như cái người trong trả bài yêu thương bạn thật lòng. Và đôi khi các bạn có những cái sự mâu thuẫn gì đó mà có sự xa nhau thì có khả năng là có một cái sự hàn gắn chữa lành, một cái sự quay trở lại. Còn đối với những người mà gặp cái đối tượng sai thì các bạn nên rời đi để gặp được cái đối tượng phù hợp hơn cho bạn, vì bạn xứng đáng được yêu thương mà, bạn xứng đáng có được cái người tốt đến với bạn mà ha. Đừng tự giới hạn cái cơ hội của bản thân mình. Stay optimistic about your love life, hãy lạc quan hơn về cái chuyện tình yêu của bạn ha. Hãy luôn có những cái suy nghĩ tích cực và cái niềm tin nó sẽ mang cho bạn đến những cái sự ngọt ngào trong tình yêu. What waiting for, một số bạn có khả năng là cái tình yêu đáng để bạn trông chờ, trông đợi ha. Khi mà thời điểm phù hợp đến, khi mà bạn đã thực sự yêu thương bản thân, tập trung và phát triển bản thân của mình và có khả năng tạo ra những cái điều tốt đẹp, tích cực, lạc quan, tần số cao thì bạn sẽ thu hút được cái người này đến với cuộc sống của bạn. Đó ha, khi nào bạn trở nên hấp dẫn hơn ha thì bạn sẽ thu hút được cái tình yêu lãng mạn và bạn có khả năng tận hưởng đó một cách rất là tròn đầy, trọn vẹn. Và có khả năng cái người này họ có điều gì đó khác với một số cái chỉ tiêu của bạn ha, nhưng mà hãy cởi mở lòng mình để có thể đón nhận cái người này đến với cuộc sống của bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn ha, có thể là của bạn hoặc của người đó. Market, bọ cạp, kim ngưu, song tử, xử nữ, song ngư ha. Rồi chữ cái trong tên nè, chữ U, chữ B phở, chữ khuya, chữ O, chữ K, chữ E. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụng ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.